Xin chào anh em, mình là Hợp. Nay mình về được một em Zenith. Em này khá là đẹp và size hợp lý để anh em chơi, là size 38mm. Mặc dù chiếc này thì nó sẽ thuộc cái dòng mà Zenith gọi là Ladies Watch, tuy nhiên là với size 38 thì mình nghĩ là nó cũng rất là phù hợp với cổ tay của người châu Á chúng ta. Đó. Đồng hồ thì nó là một dạng trưng bày và trôi bảo hành nó vẫn còn full box đầy đủ nữa anh em nhé. Đó, mình sẽ cùng mở ra và trên tay cho anh em xem. Chiếc Zenith này của mình là một chiếc được đặt tên là Zenith Chrono Master El Primero. Đó, có size 38mm. Chiếc này sẽ có mã đầy đủ là 22.2150.4062 gạch ngang 81.C753. Ở đáy sau này thì nó cũng có ghi một phần cái mã đầu. Đó, các bạn có thể check cái mã ở đây. Đó. Chiếc này thì có size 38mm và nó có đầy đủ những cái ăn chơi của một cái đồng hồ. Và chúng ta sẽ có ở đây là một bộ máy El Primero, một cái ô hở rất là đẹp, open heart. Và chúng ta sẽ có một cái niềng kim cương, bên cạnh đó là toàn bộ phần thân được làm từ vàng nguyên khối. Chiếc này có giá retail cao là 21.000 đô. 21.000 đô thì các bạn sẽ phải bỏ ra loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 500 triệu đồng để mua chiếc này. Đó, size 38mm và có cái độ mỏng vào khoảng tầm 12mm. Toàn bộ phần thân được làm từ vàng 18K AU750 Rose Gold. Niềng bezel của chúng ta thì được đính full kim cương với tổng trọng lượng có thể lên đến là 0.65 carat. Đó, rất là nhiều. Và tính ra mình tính chỗ này chắc cũng phải tầm 80 viên đấy. Đó, phải tầm 80 viên. Kính của chúng ta là sử dụng kính sapphire và hơi cong nhẹ. Mặt số của chiếc này là mặt số pearl các bạn nhé, mặt số mother pearl tức là móp. Với mặt chai này thì nó sẽ cho chúng ta những cái góc nhìn rất là đẹp và nó có những cái vân nổi khối khác nhau. Đó, nhiều khi là quay video nó không lên đâu, nhưng mà các bạn xem ở ngoài thì nó sẽ thấy ngay. Kim và cọc số của chúng ta thì được làm là từ thép và sau đó được mạ vàng và được phủ rhodium sáng bóng. Đó, kính sapphire. Chúng ta sẽ có bộ máy trên chiếc này sử dụng, đó là bộ máy El Primero 4062 in-house của Zenith. Một bộ máy được phát triển từ dòng 400 trở lên. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có 36.000 VPH 2 bit. Chúng ta có 31 chân kính và chúng ta sẽ có 50 giờ tích cót. Tổng tất cả các bộ phận của chiếc này thì sẽ là 253 chi tiết cấu thành lên bộ máy anh em nhé. Và bộ máy thì được hoàn thiện với những cái vân thớ này, sổ dọc, và chúng ta sẽ có những con ốc nung xanh. Cùng với đó là được lắp ráp và hoàn thiện tay. Đó. Phía trên này có ô open heart sâu cho chúng ta cả pallet fork, cả balance wheel và đầy đủ. Kim dây của chúng ta được làm theo hình ba cánh ở đây. Các bạn có thể thấy kim dây đang quay, rất là đẹp. Đó. Và chiếc này là 36.000 cho nên là nó chạy sẽ rất là tít. Đây là sợi dây zin đi kèm chiếc đồng hồ, một sợi dây cá sấu mà có màu vàng. Và các bạn có thể thấy ở đằng sau chúng ta vẫn còn nguyên đầy đủ. Và chúng ta sẽ có một cái khóa gập của Zenith đi kèm. Đó. Với khóa gập này thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Và khóa gập này dĩ nhiên cũng được làm bằng vàng khối với đầy đủ 4 triện cái kim loại quý ở phía dưới. Đó. Chiếc Zenith này thì hiện tại thì bên mình giao lưu với mức giá khá là tốt để cho anh em chơi. Và anh em nào mà tay khoảng 16cm thì chúng ta đeo chiếc này sẽ rất là tuyệt vời. Với chiếc này thì sẽ phù hợp với anh em tay 15-17cm anh em nhé. Chiếc Zenith này thì bên mình đang bán với mức giá là 229 triệu. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Zenith El Primero 38mm này thì anh em có thể liên hệ bên mình. Khi mua thì bên mình sẽ tặng kèm anh em một bộ dây cá sấu hai mặt màu đen hoặc màu nâu tùy theo tùy chọn của anh em. Để đeo cho nó nam tính hơn so với cái dây vàng này. Thì anh em nào mà có nhu cầu về chiếc này thì có thể liên hệ bên mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video. Và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.